Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị theo dõi. Theo trang web của Bộ Nội vụ, do ảnh hưởng của thảm họa bão, tính đến 9 giờ ngày thứ 7 tuần qua, tổng cộng 94 người đã thiệt mạng và 31 người mất tích trong 3 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Theo báo cáo của Ban Dân chính tỉnh Hồ Nam, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra trong những ngày qua đã khiến 872.000 người tại 19 quận Vĩnh Châu và Sâm Châu bị ảnh hưởng, 29 người thiệt mạng, 108.000 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 1.900 ngôi nhà bị sập và hơn 7.900 ngôi nhà bị hư hại, 350.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 50.000 hecta bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,49 tỷ nhân dân tệ. Sau lũ lụt, Đỗ Gia Hào, Bí thư tỉnh ủy đã ra chỉ thị, yêu cầu các ban ngành liên quan của tỉnh nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ những người bị nạn. Cục Dân vận, Thương mại và Tài chính tỉnh đã kịp thời phân bổ 2,4 triệu nhân dân tệ để đảm bảo cuộc sống cơ bản của người dân vùng bị thiên tai. Theo báo cáo của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra đã ảnh hưởng đến 7,542 triệu người tại 9 quận, huyện thuộc 19 thành phố, trong đó có Sán Đầu, Mậu Danh, Yết Dương, Thành Viễn, Mai Châu, 48 người chết, 31 người mất tích, 967.000 người phải di rời khẩn cấp, 34.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, hơn 9.800 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 373,3 nghìn hecta, trong đó 23,8 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,6 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Ban Dân chính khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra đã khiến 1,312 triệu người tại 15 thành phố và 55 quận, huyện, trong đó có Ngô Châu, Bắc Hải, Hà Châu, Ngọc Lâm và Tần Châu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 29 người chết và 113.000 người được chuyển khẩn cấp, gần 6.800 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng và hơn 6.400 ngôi nhà bị hư hại nhẹ, 39.900 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 34.000 hecta bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 460 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, trận mưa lớn nhất năm nay khiến 94 người chết, 31 người mất tích ở 8 tỉnh phía Nam. Kể từ ngày thứ Sáu tuần vừa qua đã có mưa lớn ở Giang Nam, phía Bắc Nam Trung Quốc, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác. Khu vực phía Đông lượng mưa tích lũy là 100-250mm, Quý Châu, Cả Nam và An Thuận, Quảng Tây, Quế Lâm và Liễu Châu, Giang Tây, Tế An, Cám Châu, Phúc Châu và Thượng Nhiêu, Chiết Giang, Củ Châu, Phúc Kiến, Nam Bình và Tam Minh, Quảng Đông, Hà Nguyên và Quảng Châu và những nơi khác có 350-470mm. Lượng mưa điểm lớn nhất ở Tế An, Giang Tây là 730mm và ở Quế Lâm, Quảng Tây là 1.021mm. Lượng mưa lớn khiến các con sông ở nhiều nơi dâng cao, lũ lụt xảy ra ở một số khu vực đô thị và một số lượng lớn đất canh tác bị ngập lụt. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa lớn nhất trong năm nay ở miền Nam đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu và các nơi khác, khiến 8 tỉnh và khu tự trị với 4,532 triệu người ở 249 quận trong 44 thành phố và quận tự trị bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 94 người chết, 31 người mất tích, 300.000 người phải di rời khẩn cấp và 125.000 người cần cấp cứu hỗ trợ cuộc sống, hơn 7.000 ngôi nhà bị sập, 32.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 330,4 nghìn hecta, trong đó 31,5 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,19 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Chiết Giang có 89.000 người bị ảnh hưởng tại 7 quận, huyện ở Húc Châu và Lệ Thủy, 17 người chết, trong đó 3 người chết đuối, 12 người bị chôn vùi do lở đất và 2 người do sập nhà, 1 người mất tích, 2,2 nghìn người khẩn cấp di rời và tái định cư, hơn 2 nghìn người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 500 ngôi nhà bị sập, hơn 2.400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 4,4 nghìn hecta, trong đó hơn 500 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 760 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Phúc Kiến có 180.000 người ở 29 quận, huyện ở 4 thành phố bao gồm Tam Minh, Nam Bình và Long Yên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 24.000 người phải di rời khẩn cấp. Hơn 300 ngôi nhà bị sập và hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hại mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 13.400 hecta, trong đó 2.000 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1.000 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Giang Tây có 2,427 triệu người ở 65 quận trong 9 thành phố bao gồm Cám Châu, Tế An và Ưng Đàm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 22 người chết, trong đó 6 người chết đuối, 2 người bị sét đánh, 2 người do sập nhà, 1 người do điện giật, 11 người do sạt lở đất vùi lấp, 3 người mất tích,
219.000 người phải di dời khẩn cấp và tái định cư, 93.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.750 căn nhà bị sập, 15.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 185.700 ha, trong đó 18.200 ha không thu hoạch được, thiệt hại kinh tế trực tiếp 5.34 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Hồ Nam có 822.000 người ở 46 quận trong 12 thành phố và quận tự trị bao gồm Hành Dương, Thiệu Dương và Sâm Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 20 người chết đuối và chết, 29.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 9.100 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập và hơn 5.500 phòng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 45.000 ha, trong đó 6.800 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 920 triệu đô la nhân dân tệ. Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Hồ Nam và Ban quản lý khẩn cấp tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 cấp cứu thiên tai cấp tỉnh vào lúc 9 giờ ngày thứ Bảy, đồng thời cử một đội công tác đến khu vực thiên tai để điều tra thảm họa và cứu trợ. Đồng thời, Cục quản lý khẩn cấp tỉnh và Sở Tài chính tỉnh đã khẩn trương thống nhất phân bổ 8,5 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh để đảm bảo sinh kế cơ bản của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Quảng Đông có 154.000 người ở 13 quận ở Hạ Nguyên, Mai Châu và Thiều Quan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 24 người chết, trong đó 7 người chết đuối, 4 người do sập nhà và 13 người bị chôn vùi do sạt lở đất, 15.000 người phải khẩn cấp di rời và tái định cư, hơn 1.700 ngôi nhà bị sập, hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 64.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 940 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Quảng Tây 571.000 người ở 37 huyện thuộc 6 thành phố gồm Quế Lâm, Hà Trì, Liễu Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 23 người chết, trong đó 11 người chết đuối, 12 người chôn vùi do lở đất, 10 người mất tích, 23.000 người khẩn cấp di rời tái định cư, 20.000 người cần hỗ trợ về y tế, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 33.500 ha, trong đó 2.900 ha đã bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1.35 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Trùng Khánh có 17.000 người ở 12 quận bao gồm Phúc Lĩnh, Kỳ Giang và Giang Tân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 11 người chết do sập nhà và hơn 100 người phải di rời khẩn cấp, hơn 300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, hơn 700 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó không có thu hoạch hơn 100 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 25 triệu nhân dân tệ. Tại Quý Châu có 272.000 người ở 40 quận trong 8 thành phố, quận tự trị bao gồm Kiềm Nam, An Thuận và Bích Khiết đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.900 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 800 người cần cấp cứu hỗ trợ cuộc sống, hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích mùa màng bị ảnh hưởng là 137.000 ha, trong đó 1.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 240 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, hôm qua, một vụ lở đất tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trường Hà Bá trên sông Đại Độ ở huyện Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 64 người thiệt mạng. Mương Tương Thủy Câu là một nhánh mương rất dốc ở hữu ngạn sông Đại Độ, tọa lạc tại xã Hè Lian, huyện Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên, gần nơi hợp lưu của Mương Tương Thủy và sông Đại Độ, cũng là nơi xây dựng thủy điện Trường Hà Bá trên sông Đại Độ. Địa hình khu vực này rất dốc, sông Đại Độ gầm rú trong hẻm núi sâu, hai bên vách đá dựng đứng khiến người ta chóng mặt. Mương Tương Thủy ban đầu có rất nhiều trầm tích bị sụp đổ, và nó là một mương dòng chảy mảnh vụn với những thảm họa tiềm tàng. Kể từ khi xây dựng nhà máy thủy điện Trường Hà Bá, đơn vị xây dựng đã chất đống một lượng lớn đất hư hỏng ở mương Tương Thủy Câu và ở cửa mương do khai thác đá và xây dựng lại đường, quạt bồi tích vào các kênh của chúng. Vào tối qua, lượng mưa cục bộ đạt 156,1mm trong vòng 2 giờ, gần với cường độ mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong một ngày là 172,3mm. Vào lúc 2 giờ 57 phút sáng ngày hôm qua, một dòng mảnh vụn khổng lồ đã xảy ra ở Tương Thủy Câu, lán trại của nhân viên các đơn vị xây dựng như Cục Thủy Điện số 7, Cục Thủy Điện số 14 và cầu đường Trung Quốc ở lối vào Tương Thủy Câu đã bị phá hủy. Tuy nhiên, lòng sông Đại Độ đoạn này vẫn bị thu hẹp gần một nửa, khiến khoảng 3.000 mét tỉnh lộ 211 bị ngập, lượng rác thải tích tụ lên tới 400.000 mét khối. Tổng cộng có 64 người thiệt mạng và mất tích trong trận sạt lở đất này, trong đó riêng tại Cục Thủy Điện số 7 có 31 người thiệt mạng và mất tích. Điện số 7 có 31 người. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm nay ở thượng nguồn vào chiều Chủ nhật vừa qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao. Theo đài CCTN, vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 mét khối mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 mét khối mỗi giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả kể từ tối ngày hôm trước đã tàn phá khắp huyện Kiến Thụy, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa đạt gần 180mm. Chính quyền địa phương vào sáng Chủ nhật đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ 2 lên mức cao thứ nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là hơn 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày Chủ nhật đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ hai, mưa lớn và dông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm. Một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70mm kèm theo dông, bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày thứ Bảy. Theo Ủy ban Cứu trợ và Giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy vừa cho hay, 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của đất nước này. 12 thành phố này nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và sông Sào Hồ, bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạo Phụ và Vu Hồ. Ngày hôm qua, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước ở hồ Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà ở An Huy được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày mai. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm qua đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng ở trong cả nước. Ngày hôm qua, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C hoặc hơn 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho nắng nóng gay gắt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Thưa quý vị, đi kèm với tình hình mưa lớn liên tiếp thì một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra, chặn một con sông ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đã tạo thành một hồ nước trên sông Yankang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Yulin, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện tại các chuyên gia nhận định sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện nay. Trước đó vào hôm thứ Ba, một trận lở đất khác cũng đã xảy ra ở làng Maiye, khu tự trị Asituya và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 10.000 mét khối đất đã sụp xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử tạo thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng. Vào tối ngày Chủ nhật vừa qua, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp tục diễn ra trên nhiều nơi ở Trung Quốc trong tuần tới, gây thêm áp lực lên hệ thống phòng chống lũ lụt của nước này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ cơ quan
quan khí tượng quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa ở một số nơi có thể lên tới 180mm. Trung tâm cho biết một số nơi ở những vùng này sẽ chứng kiến lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ, đi kèm sấm, sét và gió mạnh. Lũ lụt đã xảy ra dọc theo sông Trường Giang hay sông Dương Tử và các con sông lớn khác khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc từ các thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam cho đến Cam Túc, cách đó 1.000 km về phía Bắc, đã chứng kiến lượng mưa lớn trong 2 tháng qua với mực nước trên nhiều con sông đang ở mức nguy hiểm. Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tại Hồ Thái Hồ, nước ngọt lớn nằm giữa hai tỉnh ven biển giàu có là Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, Bộ này cũng cho hay mực nước tại các sông Trường Giang, sông Hoài và Hồ Thái đã giữ ở mức cao trong thời gian dài và đang có áp lực ngày càng tăng đối với các hệ thống phòng thủ lũ lụt. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ ở lưu vực sông cũng đã đưa ra cảnh báo về mực nước dâng nhanh chóng ở thượng nguồn và tại hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo Tân Hoa Xã, kể từ tháng này, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn mưa kỷ lục trong những tuần vừa qua, dẫn đến trận lụt tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục dâng cao. Giới chuyên gia phân tích, nếu đập Tam Hiệp vỡ sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, so sánh như là thảm họa của sóng thần. Hôm thứ Ba vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn đập Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp, thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào 3 ngày trước đó, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ là rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt tính đến hôm Chủ nhật tuần trước, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sập đổ. Tuy nhiên, theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, thì tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí là 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm vào chiều Chủ nhật, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Ông Oslin viết trên tờ National Review nhận định rằng nó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl, một vụ nổ lò phản ứng hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói. Vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Oslin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, bão số 4 có tên Đỗ Quyên đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc khi tràn vào đảo Đài Loan. Tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, bão có sức gió mạnh cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức 44,7 m/s.
Cũng trong sáng nay, cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức màu đỏ để ứng phó với cơn bão này. Do ảnh hưởng của bão, một số địa phương thuộc các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang có mưa to và gió giật mạnh. Tại các thành phố Phúc Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến, lượng mưa đo được lên tới 260mm, vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 14. Còn tại các thành phố ven biển của tỉnh Chiết Giang như Ôn Châu, Ninh Ba, lượng mưa đo được từ 100-180mm, gió giật cấp 10-13. Để đối phó với bão số 4 trước đó, cơ quan chức năng Trung Quốc đã huy động các lực lượng công an, quân đội túc trực tại những nơi sung yếu. Một số chuyến bay nội địa và quốc tế đã được hủy bỏ, đồng thời đóng cửa các cảng biển, trường học. Hàng nghìn tàu cá được kêu gọi quay vào bờ hoặc được hướng dẫn vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc đang thống kê những thiệt hại do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên, do chính quyền và người dân các địa phương thuộc khu vực phía Đông Nam Trung Quốc đã làm tốt công tác phòng chống bão, nên đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do bão số 4 gây ra tại Trung Quốc đại lục được đánh giá là không nặng nề như tại Đài Loan. Trước đó, vào đêm qua và rạng sáng hôm nay, bão Đỗ Quyên đã đổ bộ và gây thiệt hại tại đảo Đài Loan. Theo thống kê, cơn bão đã làm 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích và hơn 300 người khác bị thương. Lượng mưa trung bình đo được tại Đài Loan là 200mm. Cá biệt có những khu vực như Tân Bắc, lượng mưa đo được vượt trên mức 650mm. Các khu vực Đài Trung, Đào Viên, gió giật cấp 14-15, vùng gần tâm bão đi qua gió giật trên cấp 17. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong 24 giờ tới, bão Dujan sẽ đi sâu vào đất liền thuộc địa phận tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung Quốc cắt giảm sản lượng ngô giai đoạn 2022-2023 vì nguy cơ bão, thấy gì từ năm trận ngập lụt lớn nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1997. Kinh nghiệm ứng phó lũ của Trung Quốc có thể áp dụng cho Pakistan. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc mới đây đã có những động thái cho thấy ảnh hưởng khá nghiêm trọng của bão và lũ lụt tới ngành nông nghiệp của quốc gia này. Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Trung Quốc mới đây đã nâng dự báo nhập khẩu ngô cho cả niên vụ 2021-2022 và 2022-2023 với lượng lớn nguồn cung đến từ Hoa Kỳ. Theo một báo cáo được công bố trên trang web của họ hôm thứ Bảy vừa qua, họ cũng hạ triển vọng về sản lượng ngô trong niên vụ mới, bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 9 năm 2022, sau khi liên tiếp 3 cơn bão đổ bộ vào vùng đồng bằng Bắc Bộ của đất nước. Nhập khẩu ngô trong niên vụ 2021-2022 là 9 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng trước, trong khi nhập khẩu ngô 2022-2023 dự kiến đạt 9 triệu tấn, tăng so với ước tính 5 triệu tấn của tháng trước. Bộ cho biết có sự gia tăng đáng kể những lô hàng hóa tới từ Mỹ. Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu ngô của Mỹ gần đây trong bối cảnh nguồn cung trong nước đã bị thắt chặt và Bắc Kinh nỗ lực hoàn thành thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã ký vào tháng 1 năm nay. Bản báo cáo ước tính cung và cầu nông nghiệp Trung Quốc hàng tháng cho biết sản lượng ngô niên vụ 2021-2022 đạt 265.000 tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với dự báo. Theo báo cáo, Trung Quốc cũng hạ dự báo sản lượng dầu ăn trong năm 2022-2023 xuống 27,65 triệu tấn do nhập khẩu hạt cải dầu giảm. Đồng thời, sau đợt mưa lũ, chất lượng và sản lượng ở một số khu vực bị ảnh hưởng. Dự báo về sản lượng nhập khẩu với tiêu thụ đậu tương trong năm 2022-2023 vẫn giữ nguyên. Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, lũ lụt đang gây ra những xáo trộn và bất ổn cho chuỗi cung cầu đang trên đà lấy lại sức sống ở Trung Quốc và lũ lụt sẽ ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản hiện tại như thế nào. Liệu nó có một lần nữa làm gián đoạn động lực kinh tế đang tăng lên từng quý hay không? Hãy cùng chúng tôi nhìn lại 5 trận lụt lớn nhất kể từ năm 1997 ở Trung Quốc để hiểu rõ hơn về con đường phía trước của quốc gia này. Tân Hoa Xã đưa tin các trận lũ lụt do mưa lớn gây ra ở Trung Quốc năm nay đã ảnh hưởng đến khoảng 54,8 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh tính đến cuối tháng vừa qua và buộc khoảng 3,76 triệu người phải di rời khẩn cấp. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại, với thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,66 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, kể từ năm 1997 đã có 5 trận lũ lụt lớn ở Trung Quốc, đó là vào các năm 1998, 2003, 2010, 2013 và 2016.
Các trận lũ lụt năm 1998 xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang và sông Tùng Hoa với các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai chính là Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hắc Long Giang. Đợt lũ chính này có đặc điểm là lũ xảy ra đồng thời trên các lưu vực sông lớn trên cả nước, kéo dài trong khoảng thời gian dài và lặp đi lặp lại. So với 4 trận còn lại, trận lũ lụt này có tác động sâu sắc nhất vì tỷ lệ thiệt hại kinh tế trực tiếp so với GDP, số người thiệt mạng và số vụ sập nhà cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Các trận lũ lụt năm 2003 hầu hết diễn ra ở lưu vực sông Hoài Hà và sông Hoàng Hà, đổ bộ vào các tỉnh nông nghiệp lớn như là An Huy, Giang Tô, Hà Nam, Sơn Đông và Thiểm Tây. Lũ năm 2003 đã ảnh hưởng lớn nhất đến sản xuất nông nghiệp, diện tích bị thiên tai lên tới 20,36 triệu hectare, đứng đầu trong 5 trận lũ lụt. Lũ lụt năm 2010 lại tiếp tục xảy ra, chủ yếu ở lưu vực sông Trường Giang và sông Tùng Hoa. Các tỉnh bị ảnh hưởng là Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Số người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế đều cao nhất kể từ đầu thế kỷ mới cũng như thiên niên kỷ mới. Lũ lụt năm 2013 xuất hiện chủ yếu ở các vùng cực Nam và cực Bắc của Trung Quốc, có sức tàn phá lưu vực sông Trường Giang ở miền Trung đất nước là tương đối nhỏ. Lũ lụt năm 2016 tập trung ở lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Số người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế là tương đối nhỏ, nó cũng là đợt lũ giống nhất với các trận lũ lụt xảy ra trong năm nay. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do 5 trận lũ lụt lớn gây ra chỉ chiếm chưa đến 3% GDP trong những năm tương ứng. Với sự gia tăng về quy mô kinh tế và khả năng phòng chống lũ lụt, tác động của lũ lụt đối với nền kinh tế cả năm 2016 là dưới 0,5%. Hiện tại, chi tiêu cho hành chính hàng năm cho các dự án thủy lợi lớn của đất nước được duy trì ở mức hơn 60 tỷ nhân dân tệ. Do đầu vào liên tục ở quy mô lớn trong lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai, tỷ lệ thiệt hại kinh tế trực tiếp trong GDP của Trung Quốc do lũ lụt gây ra trong những năm gần đây đã giảm từ khoảng 2,5% trước năm 1998 xuống còn khoảng 0,5%. Trong số 5 đợt lũ lụt kể từ năm 1997, thiệt hại kinh tế trực tiếp của 2 đợt lũ lụt gần đây chỉ chiếm 0,5% GDP cả năm và tác động của lũ lụt đối với tổng thể kinh tế là tương đối nhỏ. Một nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương Trung Quốc cho biết, Pakistan trong nỗ lực khắc phục những thiệt hại do lũ lụt và mưa liên tục gần đây, có thể học hỏi thêm kinh nghiệm của Trung Quốc để xử lý tình hình hiệu quả hơn. Thông tin từ mạng lưới kinh tế Trung Quốc CNN, một học giả sau khi đúc rút từ tình hình thực tế tại Trung Quốc đã đưa ra một số đề xuất về cách đối phó với tình hình cho nước láng giềng Pakistan, rằng trước tiên nên thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm và sau đó xây dựng thêm các cơ sở dự trữ nước ở khu vực có nguy cơ lũ lụt cao. Pakistan cần tính toán dữ liệu dòng chảy của sông và tính toán lượng nước chảy vào sông Ấn cũng như các nhánh của nó, khả năng hấp thụ của địa hình, quy mô trải rộng của các thảm thực vật, tiềm năng của năng lượng mặt trời trên toàn bộ lưu vực sông Ấn và hơn thế nữa. Dòng sông này chảy từ vùng Tây Tạng qua biên giới Tây Nam Trung Quốc sang Ấn Độ và Pakistan. Nếu có một hệ thống để nhập dữ liệu và xử lý nó, đó sẽ là điều tốt nhất. Giáo sư Chu Vinh, thành viên của Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng gợi ý rằng nên có một hệ thống đặc biệt ở Pakistan để cho biết lượng mưa dự kiến sẽ có và ở đâu. Lượng nước sẽ tích tụ, sẽ chảy ra ở khu vực nào và dòng chảy của sông tại mẫu trạm thủy văn hàng ngày. Ông nói thêm rằng Pakistan có thể tự lực vượt qua lũ lụt mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của quốc tế. Hứng chịu 3 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào vùng Đông Bắc trong khoảng cuối tháng trước đầu tháng này, Trung Quốc cho rằng Pakistan cần phải dự đoán lượng mưa thật chính xác, ngay cả khi họ đang phải đối phó với những hình thái bão bất thường. Nhưng để dự đoán dòng chảy tại các vị trí chính xác thì cần phải có dữ liệu dòng chảy của sông từ các cấu trúc thủy văn trên hệ thống sông Ấn. Do đó, Pakistan nên phát triển một tổ chức hoặc công cụ đặc biệt để cập nhật các báo cáo hàng ngày với đầy đủ thông tin từ trang web của Cục Khí tượng Pakistan. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 lần đổ bộ vào Chiết Giang và Thượng Hải, bão số 5 cơn bão lớn nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay, tính đến thời điểm này được dự báo là sẽ tiếp tục đổ bộ lần 3 vào bán đảo Sơn Đông của nước này. Sau khi đổ bộ vào Chu Sơn, Chiết Giang vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày thứ Hai, cơn bão số 5 của Trung Quốc trong năm nay đã đổ bộ tiếp vào bờ biển Phụng Hiển, Thượng Hải vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng thứ Ba với sức gió tối đa gần tâm bão giật cấp 12.
Theo cơ quan khí tượng thành phố, bão số 5 là cơn bão mạnh nhất khi đổ bộ vào Thượng Hải trong số 10 cơn bão tấn công trực tiếp thành phố này kể từ năm 1949. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bão số 5 đã di chuyển vào tỉnh Giang Tô và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng thứ Ba, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã hạ cảnh báo bão từ màu đỏ, mức cao nhất xuống màu vàng, mức thứ 2 trong 4 cấp. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng nước này, bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h và có thể tiếp tục đổ bộ lần thứ 3 vào bờ biển phía Nam bán đảo Sơn Đông vào đêm nay. Trong ngày thứ Hai, giao thông và các lớp học ở nhiều địa phương của Trung Quốc đã bị đình chỉ. Hơn 1,2 triệu người ở Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang miền đông nước này đã phải sơ tán sau báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất đầu tiên trong năm, được Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ban bố sáng cùng ngày đối với bão số 5. Là cơn bão mạnh nhất trong năm đổ bộ vào Trung Quốc cho đến nay, bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến 12 tỉnh thành phố nước này, khiến nhiều địa phương có nguy cơ mưa to và dông lốc. Tổng lượng mưa một số khu vực dự kiến đạt 50mm đến 150mm từ thứ Hai đến thứ Tư, có nơi lên đến trên 350mm. Các chuyên gia cảnh báo với sức tàn phá mạnh, bão số 5 có thể gây ra những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh cũng như nước biển dâng cao ở Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tô. Do vậy, cần giảm thiểu tác động tiêu cực của gió mạnh và mưa bão đối với hoạt động đô thị, vận tải, khai thác thủy sản và các cơ sở nuôi trồng xa bờ cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến 6 giờ sáng thứ Ba, khoảng 426.000 người ở Thượng Hải đã được di rời. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt thành phố đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2 vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Hai. Gần 838.000 người cũng phải di rời ở Chiết Giang tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, theo truyền thông địa phương. Các cảng dọc bờ biển Chiết Giang và Thượng Hải đã phải đóng cửa các bến tàu. Nhiều tuyến đường thủy ở thành phố Ninh Ba, Chiết Giang và Thượng Hải, cũng như các tuyến xe lửa ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử cũng bị đình chỉ. Do ảnh hưởng của bão, các sân bay ở Ninh Ba, Chu Sơn và Thái Châu ở Chiết Giang đã hủy tất cả các chuyến bay trong ngày thứ Hai, trong khi tất cả các chuyến bay chở khách đến hoặc đi từ sân bay Phố Đông và sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải bị hủy sau 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Ngày thứ Ba, một số thành phố ở Chiết Giang như Gia Hưng, Ninh Ba, Chu Sơn vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Trung Quốc sắp hoàn thành đập mới giống đập Tam Hiệp. Trung Quốc chi vài chục triệu đô la Mỹ đối phó với bão số 4. Tập đoàn đập Tam Hiệp, Trung Quốc bê bối tham nhũng lớn. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc chuẩn bị hoàn thành dự án đập thủy lợi ở vùng Tân Cương, kỳ vọng giải quyết tình hình lũ lụt vào vùng phía nam của khu tự trị này. Công trình được ví như đập Tam Hiệp Tân Cương. Dự án đập Astat nằm trên ranh giới giữa địa khu Kasga và Kyzysu-Kirhiz ở Tân Cương. Theo CGTN, dự án được bắt đầu xây dựng vào năm 2011 với mục đích giải quyết lũ lụt cực đoan theo mùa của lưu vực. Dự án có tổng chi phí gần 11 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,6 tỷ đô la và đôi khi được gọi là đập Tam Hiệp Tân Cương, cũng là con đập thủy điện lớn nhất ở Tân Cương. Vào tháng 5, phần chính của đập được hoàn thành ở độ cao 164,8 m, chỉ kém đập Tam Hiệp 16,2 m. Khi xây xong, con đập này có thể lưu trữ 2,25 tỷ mét khối nước. Đập được kỳ vọng sẽ kiểm soát lũ lụt, giảm hạn hán trong mùa xuân và cung cấp điện cho phía Nam Tân Cương, bất chấp những tranh cãi xung quanh công trình đập Tam Hiệp nổi tiếng. Trung Quốc vẫn đầu tư những khoản tiền lớn để xây dựng và phát triển các công trình tương tự với quy mô khác nhau trên khắp các tỉnh thành. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử, là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc. Được làm từ bê tông và thép, đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355 m và đỉnh đập cao 185 m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép, đủ xây 63 tháp Eiffel, đào 102,6 mét khối đất thành đập cao 181 m so với nền đá. Đập Tam Hiệp được thiết kế để phục vụ 3 mục đích chính là kiểm soát lũ ở Trung Quốc, sản xuất thủy điện và cải thiện giao thông. Trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2023, đập Tam Hiệp đã phải gồng mình gánh 5 trận lũ lớn, trong đó có lúc đỉnh lũ chảy vào đập Tam Hiệp lên đến 75.000 mét khối trên giây. Dự kiến từ nay đến năm 2024, khoảng 150 công trình thủy lợi thiết yếu sẽ được chính quyền Trung Quốc cho tu bổ hoặc xây mới với tổng số vốn đầu tư lên đến 1,29 nghìn tỷ nhân dân tệ. Cơn bão này là cơn bão số 5 trong năm nay. Trung Quốc đang phải chuẩn bị hàng chục triệu đô la Mỹ để ứng phó bão số 5 dự kiến gây mưa lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước này phải nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3.
Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, cơn bão số 5 trong năm nay có khả năng đi vào tỉnh Cát Lâm vào sáng thứ Tư và tiến vào tỉnh Hắc Long Giang vào tối cùng ngày, mang theo lượng mưa xối xả đến các vùng của Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão kể từ cuối tháng trước, khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên các con sông như sông Tùng Giang, sông Nộn Giang cũng như một số phụ lưu của chúng. Bộ Quản lý Khẩn cấp kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác phòng chống và kiểm soát bão vì các khu vực thường xảy ra thiên tai và hứng chịu liên tiếp các cơn bão chồng chéo từ bão số 3 đến bão số 5. Tân Hoa Xã đưa tin Đài khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm thứ Hai đã gia hạn cảnh báo xanh đối với bão số 5. Siêu bão số 5 trong năm nay đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Hai với gió giật 144 km/h tại tâm bão. Dự báo thời tiết cho thấy bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 40 đến 50 km/h và suy yếu dần. Dự kiến bão số 5 đổ bộ vào các khu vực của biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông và các vùng ven biển của bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn Đông cũng như các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang trong chiều thứ Ba. Tỉnh Cát Lâm đã chuẩn bị nguồn cung cấp khẩn cấp trị giá hơn 130 triệu nhân dân tệ, khoảng 18,94 triệu đô la và tổ chức 70 kho chứa hàng khẩn cấp trên toàn tỉnh. Cát Lâm cũng đã thành lập hơn 1.700 đội ứng phó và cứu hộ khẩn cấp và một quỹ đặc biệt trị giá 230 triệu nhân dân tệ, 33,6 triệu đô la để cứu trợ thiên tai. Cơn bão số 3 và số 4 trong năm nay đều gây mưa và gió mạnh đến khu vực Đông Bắc Trung Quốc, khiến bão số 5 trở thành cơn bão thứ 3 ảnh hưởng đến khu vực này chỉ trong vòng nửa tháng. Mặc dù so với các tỉnh khác ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc, bão ít phổ biến hơn ở khu vực Đông Bắc. Trước đó, bão số 5 được đánh giá là siêu bão lớn và cực kỳ mạnh đã tấn công Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, gây nhiều thiệt hại tại Nhật. Cơn bão đã làm 4 người mất tích trên đảo Kyushu, trong đó có 2 thực tập sinh người Việt Nam. Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã từng vướng vào không ít những bê bối tham nhũng lớn gây chấn động dư luận. Năm 2014, đập Tam Hiệp đã xảy ra vụ bê bối tham nhũng, khiến Chủ tịch Cao Quang Trinh, Tổng Giám đốc Chen Fei của tập đoàn bị cách chức, nhiều quan chức khác bị sa thải. Cuộc điều tra là một phần của chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng và chỉ đạo. Theo hãng tin Reuters, dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho hay, các quan chức của tập đoàn Tam Hiệp đã phạm tội chuyên quyền, giao dịch tài sản mờ ám và thực hiện thủ tục đấu thầu gian manh. Trước đó, từ năm 1992 đến năm 2009, tất cả người dân phải trả một khoản tiền được tính vào giá điện trên khắp Trung Quốc để chuyển số tiền đó vào việc xây dựng đập Tam Hiệp. Một dự án gây tranh cãi vì những lo ngại về môi trường và khiến hàng triệu người dân phải bắt buộc di rời. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, người thân và bạn bè của một số lãnh đạo tập đoàn Tam Hiệp đã can thiệp vào các dự án xây dựng, một số cuộc đấu thầu được tiến hành bí mật và một số lãnh đạo đã chiếm dụng bất hợp pháp nhiều căn hộ. Thời điểm đó, báo Time Weekly đã phanh phui một công ty đấu thầu dự án xây dựng liên quan đến khu vực đập Tam Hiệp đã phải hối lộ 1 triệu nhân dân tệ, 163.000 đô la cho các thành viên hội đồng thẩm định thầu. Tờ Southern Metropolitan Daily trong một bài xã luận đã kêu gọi áp dụng toàn bộ sức nặng của luật pháp đối với một tập đoàn đã hút quá nhiều tài nguyên quốc gia. Bài viết nêu, toàn bộ sức mạnh của Trung Quốc đã hội tụ vào việc xây dựng dự án lớn này. Những khoản tiền khổng lồ đã đổ vào đó, những quyền lực lớn đã được ban tặng, nhưng sự giám sát đối với những quyền lực đáng lẽ phải có đã không có. Trên Weibo, chủ đề này cũng được xếp thành hàng những chủ đề được thảo luận rộng rãi nhất. Năm 2000, 6 năm trước khi đập Tam Hiệp hoàn thành, chính quyền đã bắt quả tang các quan chức bon rút hàng trăm triệu nhân dân tệ trong quỹ tái định cư. Cuối năm 2013, một quan chức cấp cao liên quan đến công việc theo dõi con đập đã bị sa thải vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, một cách nói thường dùng để chỉ tham nhũng. Tập đoàn Tam Hiệp là tập đoàn điện lực nhà nước của Trung Quốc, được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1993. Tập đoàn chịu trách nhiệm xây dựng dự án đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới đi vào hoạt động từ năm 2008. Vừa qua, Mỹ đã đưa tập đoàn Tam Hiệp vào tầm ngắm trừng phạt vì bị cho là thuộc sở hữu của quân đội Trung Quốc hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Kính thưa quý vị khán giả, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho hay, trưa nay một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía tây tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này. Tâm chấn được xác định tại thành phố Lô Định, ở độ sâu 16 km, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 180 km về phía tây nam.
Cư dân mạng ở xa tận Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và Tây An, tỉnh Thiểm Tây cho biết họ cũng cảm thấy rung lắc. Vài phút sau, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter được ghi nhận ở thành phố Nhà An, gần Lô Định. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính tới chiều tối cùng ngày, ít nhất 21 người chết trong trận động đất. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, các cuộc điều tra ban đầu cũng cho thấy một số thị trấn ở tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở do sạt lở núi, trong khi đường dây viễn thông bị cắt ở một số khu vực. Hơn 500 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm trấn, trong khi các công nhân cố gắng dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn do lở đất gây ra sau trận động đất. Động đất xảy ra khá phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là ở phía tây nam của nước này. Năm 2008, Tứ Xuyên từng hứng chịu trận động đất kinh hoàng lên tới 7,9 độ Richter, cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Kính thưa quý vị khán giả, nhiều công trình sụp đổ và bị chôn vùi, 59 người mất tích sau trận lở đất tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc hôm thứ Năm. Cảnh sát nhận thông tin về vụ lở đất tại khu công nghiệp Lixi, phía tây bắc thành phố Thâm Quyến lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Năm. Tân Hoa Xã đưa tin 7 xe chữa cháy và 30 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường và đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ cho biết một tòa nhà ở khu công nghiệp và một số nhà dân hư hại trong vụ sạt lở đất. BBC cho hay 22 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có 2 ký túc xá dành cho công nhân. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ít nhất 59 người được cho là mất tích. Một công nhân ở khu công nghiệp có tên là Tian cho hay ông chủ của anh và thành viên trong gia đình ông ấy đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chỉ Tian và lái xe của gia đình, người quản lý thoát nạn. Cơ quan chữa cháy Thâm Quyến cho biết vụ lở đất ảnh hưởng đến khu vực ngoại ô phía bắc thành phố trên diện rộng. AP dẫn lời ông Yi Yikang, phó bí thư thành ủy Thâm Quyến cho biết hơn 900 người đã được sơ tán rời khỏi hiện trường. Theo ông Lee, khoảng 1.500 người đang tham gia nỗ lực giải cứu. Ren Jingguang, phó giám đốc sở công an Thâm Quyến trả lời đài CCTV rằng phần lớn người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi vụ lở đất xảy ra. Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương cho hay, đất trong khu vực đã được đào lên tại một công trình xây dựng trong 2 năm qua, tạo thành ụ đất cao 100 mét. Trời mưa ở Thâm Quyến hôm thứ Năm khiến con đường hiện ngổn ngang bùn đất. Thời gian gần đây, con người đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Trong khi Việt Nam và nhiều quốc gia đang kinh qua những đợt nắng nóng cháy da, cháy thịt, thì tại Trung Quốc, quốc gia này đang phải trải qua bão lũ nghiêm trọng dẫn tới ngập lụt ở các thành phố, sạt lở đất ở vùng nông thôn khi đợt mưa mùa hè đầu tiên đạt đỉnh điểm. Đường phố ngập nước, trong khi nhiều ô tô và một ngôi nhà bị cuốn trôi ở ít nhất 2 huyện thuộc tỉnh Quý Châu. Phía Tây Nam Trung Quốc ngày Chủ nhật, theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực là lớn nhất trong vòng 60 năm qua. Tại Quảng Tây, 5 người dân thiệt mạng khi ngôi nhà bị mưa lũ lớn cuốn trôi. Các vụ sạt lở đất, sập đường cũng đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tuần này, mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây khi đợt mưa nước thuyền rồng đạt đến. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau dịp Tết Đoan Ngọ đầu tháng này thường có mưa và thời tiết bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát hơn ở phía Bắc. Những cơn mưa đầu mùa có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo cơ quan thời tiết địa phương Wang Weilu, chuyên gia tại weather.com.cn, một chi nhánh của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh và nóng hội tụ ở phía Nam Trung Quốc và hai luồng không khí đi vào thế bế tắc giằng co. Trung Quốc dễ bị lũ lụt trong mùa hè, nhưng gần đây trở nên dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. Tháng 7 năm 2021, hàng trăm người đã tử vong khi lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Một số người mất mạng trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng, sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi, phải đi sơ tán. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Những ngày qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt người dân.
Tại Trung Quốc, trong khi miền Bắc đang báo động nắng nóng, nhiều nơi nhiệt độ gần 40 độ C thì ở miền Nam lở đất, mưa lũ hoành hành dữ dội tại nhiều địa phương, mực nước tại một số con sông thậm chí là đã đạt kỷ lục cao nhất từ 60 đến 100 năm. Trong cuộc họp thường trực chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để có thể bảo vệ tính mạng cho người dân. Do ảnh hưởng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, lưu lượng nước về hạ nguồn sông Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông hôm thứ Năm đạt 20.000 mét khối trên giây, kỷ lục 100 năm qua. Tỉnh Quảng Đông kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lũ cao nhất với gần 480.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế hơn 255 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt tỉnh Quảng Đông dự báo sẽ vượt trận lũ lịch sử năm 1915, còn tại tỉnh Giang Tây thiệt hại hơn 70 triệu đô la Mỹ. Lưu vực sông Châu Giang qua các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 100 con sông đều vượt mức báo động, có nơi mực nước vượt ngưỡng gần 10 mét. Từ tháng trước, miền Nam nước này đã trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi như tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, lượng mưa lên đến 621mm, cao nhất trong hơn 60 năm. Một trận lở đất vừa ập đến tại một ngôi làng ở thành phố Trùng Khánh, khiến 5 người mất tích. Trước mắt, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho công tác chống lũ khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam. Cơ quan chức năng dự báo mưa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn. Chính phủ nước này chỉ đạo các địa phương hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Thảm họa vỡ đập Bản Kiều ở Trung Quốc. Thưa quý vị, trận lũ vỡ đập lớn nhất trong lịch sử tại Trung Quốc, vỡ đập Bản Kiều, nó đã lấy đi sinh mạng có khoảng 230.000 người. Vào năm 1951, Trung Quốc bắt đầu cho xây dựng đập Bản Kiều để kiểm soát lũ và phát điện. Đây là một công trình rất lớn và công suất phát điện đã tới 18 GW, tức gấp 7,5 lần nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, nhà máy thủy điện Sơn La của Việt Nam. Đập thủy điện này cũng tương đương với khoảng 30 nhà máy nhiệt điện Uông Bí, 26 lò phản ứng hạt nhân Chernobyl. Đây là nhà máy thủy điện rất lớn, chỉ kém một chút so với Tam Hiệp bây giờ. Hồ thủy điện này có dung tích chứa nước chứa trong hồ vào khoảng 492.000 mét khối. Mặc dù ban đầu con đập này xuất hiện một số vết nứt và một số lỗi xây dựng khác, nhưng nó đã nhanh chóng được vá lại dưới sự tư vấn của các kỹ sư Liên Xô. Đập Bản Kiều được mệnh danh là con đập sắt không thể vỡ được. Có một chi tiết đáng chú ý góp phần vào sự cố không thể sửa chữa này, đó chính là sự tham gia góp ý của một chuyên gia trong hội đồng cố vấn. Đó là giáo sư Chen Xing, một trong những nhà thủy văn học hàng đầu của Trung Quốc. Ông đã tham gia thiết kế con đập. Ý tưởng của ông là phải có 12 cửa xả nước, nhưng những người khác lại gạt đi và nói chỉ cần 5 là đủ, và ông Chen đã bị loại khỏi dự án. 10 năm sau, khi nhận thấy con đập bắt đầu có vấn đề, giáo sư Chen đã được mời trở lại để giúp đỡ, nhưng nhanh chóng ông lại bị loại khỏi dự án lần thứ hai vì bất đồng quá nhiều quan điểm với những người khác. Vào tháng 8 năm 1975, một cơn bão khổng lồ đã xuất hiện với tên gọi siêu bão Nina sau khi tàn phá qua Đài Loan. Các chuyên gia đều dự đoán Nina sẽ tan ngay sau đó. Nào ngờ bão vẫn tiếp tục và chuyển hướng sang phía Bắc, vào địa phận tỉnh Hà Nam. Ở đây thì nó gặp khối không khí lạnh nên đã dừng chân lại và bắt đầu trút những cơn mưa dữ dội. Lượng nước mưa cao khủng khiếp lên tới 1.060mm, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi tại thời điểm này, hơn 100 hồ chứa ở Hà Nam, Trung Quốc đều bị tràn ngập. Do dưới hạ lưu đã bị ngập nên Ban Quản lý Đập Bản Kiều nhận được lệnh không xả nước quá nhiều. Tuy nhiên với lượng nước quá lớn lên tới 697 triệu mét khối, trong khi sức chứa chỉ có 492 triệu mét khối và cấu tạo con đập đã được báo động trước đó, thì ai cũng dự đoán được điều gì đã xảy ra. Theo một nhân chứng sống kể lại, vào lúc 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 1975, mưa đã tạnh, bầu trời trong với những ngôi sao sáng, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng có một tiếng nổ long trời vang lên, kèm theo đó là một bức tường cao tới 10 mét lao tới, vận tốc khoảng 15 mét trên giây. Trong tích tắc, 700 triệu mét khối nước lũ tràn xuống, xóa sổ ngay lập tức một xã. Nước lũ tiếp tục chảy xuôi xuống hạ lưu và phá tung 61 con đập ở phía dưới, tạo ra một dòng nước khủng khiếp với 10 tỷ mét khối. Cơn lũ kinh hoàng này đi qua đến đâu nó cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó, từ những ngôi nhà, xe cộ, lợn, gà, trâu, bò, tất cả mọi thứ và rất rất nhiều người cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Những ngày sau, một vùng đất có diện tích 10.000 km², tức rộng bằng tỉnh Quảng Nam của Việt Nam chúng ta đã bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Sau khi nước rút, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, hàng nghìn người nằm la liệt trong bùn đất. Theo số liệu của chính quyền Hà Nam, hồi cuối tháng 8 năm 1975,
khoảng 85.600 người đã chết trong thảm họa trên. Tính luôn cả những người không phải cư dân bản địa, thế con số là khoảng 100.000 người. Trong khi đó, một chương trình của kênh Discovery vào năm 2005 đã chỉ ra con số thiệt mạng là 270.000 người. Ngoài ra, thì theo một báo cáo do 8 ủy viên chính hiệp của Trung Quốc công bố vào thập niên năm 1980, vụ vỡ đập Bàn Kiều khiến 100.000 người thiệt mạng do nước lũ nhấn chìm, cùng 130.000 người khác chết do dịch bệnh và nạn đói sau lũ. Sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền Trung Quốc đã ngồi nhìn lại để rút ra những kinh nghiệm quý báu. Theo đó, thiết kế không đáp ứng tiêu chuẩn của đập Bản Kiều như đã nói ở trên là nguyên nhân cơ bản. Bên cạnh đó, công tác dự báo của đài khí tượng cũng hạn chế khi họ chỉ dự báo lượng mưa có 100mm, thấp hơn 10 lần so với thực tế, khiến công tác phòng lũ không được triển khai kịp thời. Ngoài ra, thì hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch sơ tán cũng không được chuẩn bị dự phòng. Nếu có thì khi đập vỡ, những thương vong chắc chắn đã không tồi tệ như vậy. Đây là một bài học đắt giá cho Trung Quốc và tất cả các nước khác trên thế giới. Đôi khi chúng ta vì quá tham lam về lợi ích kinh tế mà quên đi hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Có thể đập Bản Kiều vỡ sau 24 năm xây dựng là một bài học đến sớm, nhưng phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên hay chiến tranh sẽ để lại những hậu quả lâu dài. Có thể phải hàng trăm năm sau chúng mới xảy ra và thảm họa có thể tồi tệ gấp cả trăm lần Bản Kiều. Thời gian gần đây, con người đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu, trong khi Việt Nam và nhiều quốc gia khác đang kinh qua những đợt nắng nóng, cháy da, cháy thịt, thì tại Trung Quốc, quốc gia này đang trải qua bão lũ nghiêm trọng, dẫn tới ngập lụt ở các thành phố, sạt lở đất ở vùng nông thôn khi đợt mưa mùa hè đầu tiên đạt đỉnh điểm đường phố ngập nước, trong khi nhiều ô tô và một ngôi nhà bị cuốn trôi ở ít nhất hai huyện thuộc tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc hôm thứ Sáu. Theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực là lớn nhất trong vòng 60 năm qua. Tại Quảng Tây, 5 người dân thiệt mạng khi ngôi nhà bị mưa lũ lớn cuốn trôi. Các vụ sạt lở đất, sập đường cũng đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tuần này, mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây khi đợt mưa nước thuyền rồng đạt đỉnh. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau dịp Tết Đoan Ngọ đầu tháng trước thường có mưa và thời tiết bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam và chạm với các khối không khí mát hơn từ phía Bắc. Những cơn bão đầu mùa hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo cơ quan thời tiết địa phương Wang Weiyu, chuyên gia tại weather.com.cn, một chi nhánh của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh và nóng hội tụ ở phía nam Trung Quốc và hai luồng không khí đi vào thế bế tắc, giằng co, Trung Quốc dễ bị lũ lụt trong mùa hè. Nhưng gần đây trở nên dễ bị tổn thương do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. Hai năm trước, hàng trăm người đã tử vong khi lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc, một số người mất mạng trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng, sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi phải đi sơ tán. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng vừa qua, Thanh Hải, Trung Quốc liên tiếp xuất hiện các hiện tượng như thiên thạch rơi, không trung bao trùm màu đỏ bất thường, động đất và quạ đen bay dập trời thu hút sự chú ý của nhiều người. Vào thứ hai tuần trước, Sound of Hope trích dẫn thông tin từ mạng địa chấn Trung Quốc, một trận động đất 4,2 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Mang Nhai, Hải Tây, tỉnh Thanh Hải lúc 22 giờ 54 phút với tâm chấn ở độ sâu 10 km trong lòng đất. Mạng lưới động đất Trung Quốc báo cáo rằng có cát màu vàng bao quanh các ngôi làng cách trận động đất 20 km, không có thị trấn nào trong phạm vi 20 km quanh tâm chấn và thị trấn gần nhất là Lãnh Hồ cách đó 50 km. Quan chức Mang Nhai tuyên bố rằng trận động đất lần này không gây ra cảm giác rung động mạnh, trước mắt chưa ghi nhận báo cáo về thương vong và thiệt hại tài sản nào. Trước đó một ngày, người sử dụng mạng Trung Quốc đã đăng tải đoạn video cho thấy tại khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, hàng nghìn con quạ bay khắp bầu trời, bóng tối bao trùm.
Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Trung Quốc, từ cuối tháng trước đến giờ, Thanh Hải, Trung Quốc liên tiếp xảy ra các hiện tượng thiên nhiên bất thường. Vào sáng ngày cuối tháng trước, một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Vào lúc 7 giờ 25 phút sáng hôm đó, mạng lưới điện trấn Thanh Hải đã ghi nhận một thiên thạch nghi ngờ rơi xuống huyện Nang Khiêm, châu tự trị dân tộc Tạ Ngọc Thụ, Thanh Hải. Đoạn video trực tuyến cho thấy sau một tiếng động lớn từ xa phát ra, một quả cầu lửa lớn đột nhiên xẹt qua bầu trời. Bầu trời đen kịt ngay lập tức được chiếu sáng như ban ngày. Hãng Sputnik của Nga đưa tin, phó giáo sư khoa vật lý người Nga Sergei Zamora cho biết thiên thạch rơi xuống Trung Quốc là một siêu thiên thạch có thời gian phát sáng rất dài, khoảng 29 giây. Nó gần như tiếp tuyến đi vào trái đất, góc giữa quỹ đạo của nó và đường nằm ngang nhỏ hơn 10 độ. Còn ông Jeonvenhi Yuko, một giáo sư tại Đại học Kyuhin, Hàn Quốc, nói với hãng Sputnik rằng bán kính của thiên thạch rơi ở tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc là khoảng 1 mét, nghĩa là nó nặng hơn 10 tấn. Một số chuyên gia cũng tin rằng đây là sự kiện trên không lớn nhất xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Cũng trong ngày, 12 giờ sau khi thiên thạch rơi, một cụm ánh sáng màu hồng bí ẩn xuất hiện ở Đức Lệnh Hà, phía Bắc Ngọc Thụ, kéo dài trong 40 phút. Cư dân mạng gọi nó là hồng nguyệt lượng hay còn gọi là trăng đỏ. Vào lúc 7 giờ 51 phút, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mã Đa, Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải với tâm chấn ở độ sâu dưới lòng đất 7 km. Thưa quý vị, nhiệt độ cao kỷ lục ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã kéo dài hơn một tháng, khiến hơn 10 nơi ở Trùng Khánh xảy ra cháy rừng. Covid-19 lại tái bùng phát ở Trùng Khánh, xe buýt bị đình chỉ và tất cả các nhân viên đều phải kiểm tra axit nucleic. Vào tuần trước, trên bầu trời Trùng Khánh xuất hiện một số lượng lớn rơi bay khắp bầu trời đông nghịt dọa người. Nhiều người dân cho rằng đây là điểm gở. Theo tài liệu công khai, các chuyên gia về động đất đã phát hiện nhiều động vật hoang dã, gia súc, gia cầm trong nhà có những biểu hiện bất thường trước trận động đất. Đặc điểm chung của chúng là dễ bị kích động, hoảng sợ và lo lắng, bay loạn, nhảy loạn, kêu loạn, bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Động vật có biểu hiện bất thường trước trận động đất chủ yếu bao gồm rơi, ếch, tắc kè, cá chép, chạch, chuột nhà, có trên 30 loại. Kính thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đã xảy ra hai trận động đất dữ dội với ít nhất 2.754 cơn tiền chấn và dư chấn ảnh hưởng đến khắp miền Tây nước này. Nhiều người cho biết họ đã phải dựng lều trên đường để ngủ, mạo hiểm vào những ngôi nhà hư hỏng của họ để lấy nhu yếu phẩm sống qua ngày. Chia sẻ với tờ Epoch Times, nhiều cư dân tại khu vực bị động đất ở các tỉnh Vân Nam và Thanh Hải cho biết họ đang phải tự cứu lấy mình do chưa có cứu trợ sau động đất. Ông Jalu, chủ một khách sạn tại huyện Dạng Tị, chia sẻ, hầu hết tất cả các ngôi nhà cổ đều đổ sập, các ngôi nhà còn lại đều hư hỏng. Tôi rất sợ, chúng tôi phải cùng bạn bè và người thân tự cứu lấy mình. Người dân cũng cho biết họ nghe được thông tin từ hàng xóm rằng nhiều người đã bị thương trong trận động đất. Tuy nhiên, các kênh truyền thông chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chỉ công bố hạn chế một vài trường hợp bị thương. Trước đó, huyện Dạng Tị phía tây nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu một trận động đất 6,4 độ Richter tại khu vực gần biên giới Miến Điện, cách thị trấn Đại Lý khoảng 32 km về phía tây bắc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra từ độ sâu 8 km khiến 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Một người dân tại đường Teju, thị trấn Tây Kangsan, huyện Dạng Tị, chia sẻ với tờ Epoch Times, chính quyền không dựng lều cứu trợ ở đây, chúng tôi chỉ trở về nhà để tìm đồ ăn khi mọi thứ đã tương đối yên ổn, không xảy ra dư chấn. Một số người không có nơi nào để đi và ngồi bên lề đường vào ban đêm. Tờ Thời báo Hàn Cầu do nhà nước Trung Quốc quản lý dẫn lời từ các chuyên gia động đất Trung Quốc báo cáo rằng có ít nhất 1.585 cơn tiền chấn và dư chấn tại huyện Dạng Tị. Trong đó, mạnh nhất được ghi nhận là trận động đất 5,6 độ Richter xảy ra khoảng 27 phút trước khi xuất hiện một trận động đất 6,4 độ Richter khác. Trận động đất mạnh thứ hai được ghi nhận là trận động đất 7,4 độ Richter tấn công huyện Ma Doi, tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc vừa qua. Theo thông báo chính thức, trận động đất đã phá hủy các cây cầu, nhà cửa và địa phương và làm ít nhất 13 người bị thương. Tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc hôm vừa qua đưa tin 1.169 cơn dư chấn đã ập đến huyện Ma Doi và một số cơn dư chấn khác đã ập vào 3 huyện của tỉnh Thanh Hải, Hà Nam, Đô Lan và Mã Quyên. Ba huyện này không liên kết với nhau nhưng có khoảng cách trải dài lên tới khoảng 482 km.
Chính quyền Trung Quốc khẳng định các trận động đất tại huyện Mazhuo không liên quan đến trận động đất tại huyện Dạng Tị. Mazhuo cách Dạng Tị khoảng 1.000 km về phía nam. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin các trận động đất có liên quan đến các cơn rung chấn xảy ra tại 3 huyện khác của tỉnh Thanh Hải. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 5, 4 tỉnh khác của Trung Quốc cũng báo cáo xảy ra động đất. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 5, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã tấn công huyện Tự Vĩnh thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Vài giờ sau đó, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Thương Nam, tỉnh Thiểm Tây. Sau đó, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter tấn công huyện Tự Trị, Trang Kuran tại Tân Cương. Vài phút sau, một trận động đất 4,4 độ Richter xảy ra tại huyện Mã Khúc, tỉnh Cam Túc. Tất cả những trận động đất với cường độ tương tự cũng xảy ra ở miền Tây Trung Quốc. Hiện không rõ liệu các trận động đất này có liên quan đến nhau hay không. Người dân kêu cứu trong vô vọng. Chính quyền Trung Quốc chỉ đưa tin vắn tắt về các trận động đất trong bản tin mà không cung cấp thông tin chi tiết. Do không được cảnh báo trước, người dân địa phương hiện đang phải gánh chịu nhiều hậu quả từ đợt thiên tai này, nhất là việc kêu gọi viện trợ. Họ cho biết chính quyền chỉ cung cấp cứu trợ thiên tai cho những khu vực đông dân cư. Điều này khiến nhiều người dân phải tự cứu lấy mình. Chủ khách sạn Zalu cho biết tất cả các cửa hàng và khách sạn trong huyện đã phải đóng cửa sau trận động đất. Ông nói thêm, Mazhuo có khoảng 10.000 cư dân, một số lượng lớn người dân chúng tôi không dám ngủ tại nhà vì các cơn dư chấn. Nhiều ngôi nhà tại thị trấn Hoàng Hà đã sụp đổ. Một số người dân ngủ trong xe hơi, một số đến nhà người thân ở các thành phố khác, một số phải dựng lều trên đường phố. Ông Jalu cho hay, hầu hết các ngôi nhà tại trung tâm huyện Mazhuo đều không bị tổn hại, nhưng những ngôi nhà ở vùng nông thôn đã bị hư hại nặng nề. Trả lời phỏng vấn của Epoch Times qua điện thoại, một cư dân Mazhuo làm việc trong một khách sạn tại huyện cho biết, một số ngôi nhà bị hư hỏng, một số ngôi nhà không kiên cố đã bị sập. Tôi nghe nói có người dân bị thương. Cả người dân và ông Jalu đều khẳng định họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi trận động đất xảy ra hay thông báo sớm có thể xảy ra dư chấn. Giờ đây, họ đang phải cố gắng sinh tồn qua ngày, chuẩn bị tâm thế chạy thoát khỏi trận động đất tiếp theo và ăn đồ ăn rất đơn giản để chống đói. Một người dân tại huyện Dạng Tị chia sẻ với tờ Epoch Times, tôi không muốn nhớ lại ký ức của mình về trận động đất, nó thật kinh khủng. Giờ chúng tôi không dám trở về nhà. Chúng tôi đang chờ đợi cái lều mà Đảng Cộng sản hứa sẽ dựng cho chúng tôi. Một nhân viên nhà hàng tại thị trấn Tây Cang San cho biết, đồng nghiệp của chúng tôi đã bị thương trong trận động đất, chúng tôi phải ngủ trong ô tô. Một chủ khách sạn trong thị trấn cho hay anh phải đóng cửa khách sạn của mình và dựng lều bên đường với bạn bè và người thân để ngủ vào ban đêm. Trung Quốc những năm gần đây đã phải đối mặt với nhiều trận động đất lớn hiếm thấy. Trận động đất tại huyện Mazhuo là trận lớn nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ trận động đất 8,2 độ Richter ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 12 tháng 5 năm 2008, khiến ít nhất 69.227 người thiệt mạng. Trước đó, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter cũng đã xảy ra tại thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, cướp đi sinh mạng của 2.698 người. Một trận động đất 7 độ Richter nữa cũng đã ập đến huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, khiến 25 người thiệt mạng.